Xin chào toàn thể các bác là thợ nuôi ong. Thì hôm nay cơ sở nhà em lại tiếp tục về một cái lô thùng quay mật hai cầu, phiên bản có cả phiên bản cải tiến, đó là phiên bản hai cầu. Nhưng mà quay cái phiên bản này thì các bác không phải đào cầu nhé. Đây là cái cấu tạo bên trong này. Thế còn cũng có mẫu hai cầu bình thường. Thì sau cái phiên bản năm nay thì được cải tiến hơn là cái quay sách này thì được thay bằng, trước là bên em làm bằng thép, bây giờ làm bằng inox. Cái xà này nữa, xà này là bây giờ cũng lên thép cái này đúng không? À, inox. Cái xà này là inox nhá. Xà quai. Xà quai inox. Một xe hàng. Để vào trong phía bên trong này, ở bên ngoài nóng á, và trong này em sẽ quay cho các bác xem về cái chi tiết về một cái thùng hai cầu cải tiến không phải đảo cầu nhá. Thì với cái thùng quay mật truyền thống, đây là cái truyền thống này thì phải đảo cầu. Đấy, còn cái này thì sẽ không phải đảo cầu. Bên này em cung cấp tất cả các cái mẫu thùng quay mật cho thùng hai cầu, ba cầu, bốn cầu và sáu cầu. Thì trong những cái mẫu thùng đấy thì lại có thùng inox 100%, có thùng vừa inox vừa thép, cho nên về giá cả nó sẽ khác nhau. Cho nên là để đặt hàng và tham khảo kỹ hơn về các mẫu hàng ấy thì các bác cứ alo trực tiếp cho bên em để nó dễ hơn. Bởi vì Nguyên nói về một cái thùng quay nó lại có mấy loại cơ, thì các loại khác nhau thì nó lại được làm bằng cái chất liệu khác nhau, kích thước mẫu mã có thể nó khác nhau một tí, nên là giá tiền nó sẽ khác nhau. Thì để nhận diện sản phẩm tốt hơn thì các bác điện cho bên em. Còn hàng nay vừa về đây, quay một cái video nó cũng rồi để đấy chứ. Đây là cái tổng quan về kho hàng vật tư ngành ong nha. Đây khung cầu này, thùng nuôi. Thì ở trong cái góc quay này thì các bác chỉ nhìn thấy thùng nuôi và cầu và thùng quay. Nhưng mà nhà em có cung cấp đầy đủ nhá. Có cả các cái loại thuốc hỗ trợ tăng trưởng này, kích đẻ ong chúa này, thức ăn dành cho ong, bột đậu tương và phấn hoa. Thì ở trong cái thời gian sắp tới thì em sẽ cũng lại tái khởi động cái chương trình là em sẽ kết hợp cùng với thầy Ngô Đức Thắng xây dựng một cái chương trình dạy nuôi ong từ đầu tiên đối với các bác thợ mới nuôi. Thế sau đấy thì em sẽ biên tập lại cái nội dung đấy và sẽ chuyển giao cái công nghệ đó thông qua cái USB nếu khi các bác mua hàng bên em nhé. Đấy là những cái nội dung sắp tới. Rồi giờ em xin chào toàn thể các bác nhé.